Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi Tết đến xuân về là dịp mà mỗi chúng ta tạm thời gác lại những bộn bề lo toan trong cuộc sống. Chúng ta sẽ có những phút giây thư giãn cùng bạn bè, người thân, gia đình. Và việc mua sắm một bộ karaoke phục vụ nhu cầu ca hát giải trí là một việc làm hết sức thiết yếu, một điều rất chính đáng. Thấu hiểu được nhu cầu của quý vị, Loa Cỏ Xanh liên tục ra mắt các video clip tiếp thị những sản phẩm tốt nhất để quý vị có được những lựa chọn hợp lý nhất cho riêng mình. Và trong video clip này, mình sẽ giới thiệu đến quý vị một chiếc loa đang có doanh số bán hàng rất tốt trong cuối năm 2019, tức là Tết năm ngoái, và trong cận kề những ngày tháng Tết 2020. Đó là chiếc loa kéo ProSync W215B, một chiếc loa bát đôi được nâng cấp dựa trên cơ sở bo mạch và củ loa của chiếc ProSync W15 Super, vốn đã làm mưa làm gió trong rất nhiều năm gần đây. Chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình. Nếu như chỉ khen ngợi chất âm hay là chưa đủ với chiếc loa kéo này, quý vị có thể nhìn thấy nó sở hữu một dáng vẻ, một hình thức rất bắt mắt. Với cấu tạo bát đôi, nó có một chiều cao lý tưởng, một thân hình đồ sộ vạm vỡ, rất phù hợp nếu như quý vị đặt nó trong phòng khách. Sở hữu chung ngôn ngữ thiết kế với chiếc ProSync W15 Super, quý vị sẽ có một thiết kế vỏ gỗ truyền thống. Mặt lưới phía trước với hai màu, màu vàng và màu xám. Tuy nhiên, với mặt màu vàng mình bán rất là chậm do vàng nó hơi chóe, và màu xám này quý vị đều yêu thích nó hơn. Bên trong mặt lưới kim loại kia, quý vị có thể nhìn thấy nó lộ ra hai củ bát, một trên một dưới. Thoạt nhìn thì hai củ bát này cấu tạo như nhau, tuy nhiên mỗi củ loa bát nó đảm nhiệm một giải tần khác nhau. Cụ thể, củ bát bên dưới nó đảm nhiệm giải bát sâu, và củ bát bên trên nó đảm nhiệm giải bát trung và bát cao. Do vậy, âm thanh của nó với tần số phủ hoàn toàn, quý vị sẽ thấy là giải âm thanh của nó đầy đủ hơn, toàn vẹn hơn. Hạnh phúc dân chiến biên sẽ những mối lương duyên, mái tranh chung bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên. Và tất nhiên với hai lá bát xếp chồng lên nhau như thế này, trường âm của nó tốt hơn, khoáng đạt hơn, nhất là khi quý vị chơi nhạc ở trong không gian lớn, những căn phòng rộng rãi, hoặc quý vị chơi nhạc ở ngoài trời, âm thanh của nó cảm giác nghe đã hơn. Nhìn chung, so về chất lượng âm thanh thì chiếc ProSync W215B nó không có quá nhiều sự khác biệt so với chiếc ProSync W15 Super. Vẫn là một chất âm tơi xốp với tiếng bát đầy nội lực, bát đánh chắc gọn, không ù, không rèn, trung âm ngọt ngào nổi bật và những tiếng chét tí tách leng keng. Sự khác biệt chủ yếu của chiếc loa bát đôi này đó là công suất và giải trầm. Nó sở hữu một công suất phát nhạc mạnh mẽ hơn, bát của nó đánh chắc hơn, sâu lắng hơn. Do vậy, quý vị dùng nó trong những căn phòng rộng lớn hoặc sử dụng ở ngoài trời thì nó phù hợp hơn so với chiếc W15 Super. Đây là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em. Tất nhiên, mặc dù nó sở hữu một công suất phát nhạc rất khủng khiếp, nhưng khi quý vị chơi nhạc ở gần loa, khoảng cách 2-3 mét, chúng ta bật nhạc 100%, chúng ta vẫn không cảm nhận được sự khó chịu, một cái gì đó khó chịu từ chiếc loa này. Đó là đặc tính của những dòng loa chất lượng với linh kiện củ loa chất lượng. Bát của nó đánh rất mạnh nhưng không gây ù tai, không gây nhức đầu. Chất của nó đánh rất sáng nhưng không chói tai, không chói gắt. Em gửi ra tới trên trường mang chút tình hậu phương thương. Mặc dù không sở hữu một củ loa trung nào, nhưng tất cả các dòng loa của ProSync nó đều tái hiện lên một trung âm rất nổi bật quý vị nhé. Trung âm được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ, quý vị nghe thấy nó rất trong trẻo, rất ngọt ngào. Nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi, mặc vào áo lê. Thực sự nếu mà nói về chất lượng âm thanh thì trong phân khúc giá 10 triệu đồng quay đầu, rất ít những chiếc loa có thể đánh đại bại được chiếc ProSync W15. Xin lỗi quý vị, chiếc ProSync W215B này. Tất cả xuân
Và trước mắt quý vị là cặp mic không dây bằng kim loại đi kèm theo loa. Mic của nó y hệt như mic trên chiếc ProSync VK15 Super, mic màu đen bằng kim loại, cầm nắm rất chắc chắn. Và sau đây mình sẽ test âm thanh của mic để quý vị trải nghiệm. Quý vị đang nghe tiếng mic của chiếc loa kéo ProSync VK215B. Chất âm của nó không khác gì so với mic trên chiếc ProSync VK15 Super, vẫn là một tiếng nói tiếng mic trầm ấm. Tuy nhiên, thời gian gần đây nó đã được nâng cấp mic cho nên tiếng chất của nó sáng hơn. Quý vị cảm nhận được nó hút giọng tốt hơn, hát nhẹ nhàng hơn, bay bổng hơn. Nó không còn cảm giác nó chỉ có trầm như ngày xưa nữa. Và đó là một trong những lý do khiến cho những chiếc loa của ProSync có doanh số bán hàng đột biến trong thời gian gần đây, từ khi mà nó nâng cấp mic cho chiếc Super và chiếc 215B này. Lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em. Chất âm rất trong sáng, rất chi tiết, rất sống động, rất chân thực. Khi xuân về xin hãy yêu. Thực sự một khi đã nghe hoặc hát karaoke trên chiếc loa này, chúng ta rất khó chấp nhận những dòng loa kéo chất lượng thấp hơn, bởi vì nó quá nịnh tai. Cũng giống như quý vị ăn món ăn vậy, chúng ta đã ăn những món ăn ngon thì chúng ta rất khó chấp nhận những món ăn chưa ngon. Hoặc khi quý vị ngồi lên một chiếc xe đắt tiền, một chiếc xe sang trọng, sau đó chúng ta rất khó chấp nhận những chiếc xe rẻ tiền. Chất lượng trong từng nốt nhạc, trong từng lời ca,